Hay vô WhatsApp mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đập đá hiếm của mình. Bạn nào mà chưa đập được đá hiếm cũng như là đập ngoài không ra thì hãy xem video này. Mặc dù tôi đập cũng có ra đâu. Giỡn thôi, giỡn thôi. Và nếu mà các bạn đang phân vân là không biết mình nên đập đá nào, loại đá nào, nào là đá to, đá nhỏ, đá vừa hay là viên đá lấp lánh mà nhiều người săn lùng, nghe xong hoang mang liền, không biết là cục đá nào có đá hiếm bên trong đó. Nhiều lời đồn đoán trên mạng quá cho nên là chúng ta không thể biết được cục đá nào. Vì vậy ngày hôm nay hãy cùng mình đập đá hiếm kiểm chứng nha. Ok la, đầu tiên thì mình thấy được một cục đá to là to, to quá là to, to quá trời quá đất, to kinh thiên động địa luôn. Rồi ok, mình sẽ đập thử nha mọi người, coi là có đá không. Ồ, cũng là đá nhưng mà đá hơi si đa. Cứ tiếp tục các bạn à, không được bỏ cuộc. Wow, cái gì đây? Trời ơi, cái gì đây mọi người? Một viên đá hiếm nhiên. Đó, cho nên là các bạn nào nói là trong cục đá bự không có đá hiếm là sai lầm. Thì theo kinh nghiệm của mình đào đá thì mình thấy là trong đá bự vẫn có đá hiếm, nhưng mà tỷ lệ nó rất là ít các bạn ơi. Chẳng hạn như các bạn đập, mặc dù những cái cục đá bự này nè, tỷ lệ nó xuất hiện lâu hơn những cái cục đá nhỏ một tí xíu, nhưng mà tỷ lệ của nó thì nó không có bằng những cái cục đá nhỏ các bạn. Hầu như là những cái cục đá bự này xuất hiện nhiều cái cục crypto hơn là đá hiếm, nên là các bạn đập, trời, các bạn phải đập nhiều lắm luôn á. Cái xác suất nó ra đá hiếm trong cái cục đá bự thì rất là ít luôn. Nhiều khi là các bạn canh đá bự rơi á, các bạn đập không á, 2 tiếng chưa chắc nó ra, chưa chắc nó ra đá hiếm á nha mọi người. Cũng tùy mỗi người nữa, tùy ăn các bạn á, đâu phải người nào cũng giống nhau đâu. Nhưng mà theo như mình chơi mình để ý á thì khá là lâu các bạn à, xác suất mà cục hiếm mà nó ra trong những cái cục đá bự này thì rất là ít nha, rất là thấp chứ không phải là không có nha các bạn. Nhưng mà đào chắc mấy chục cục nó mới ra một cục á, mà không vì thế mà chúng ta không đào nha, vẫn có nha nếu mà các bạn hên như lúc đầu mình được đó. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang những cái cục mà lấp la lấp lánh như lời đồn. Xem đây 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 đời một cục lấp la lấp lánh, xem có như lời đồn hay không nha mọi người. Các bạn nói là trời, trong cục lấp lánh này có rất là nhiều đá hiếm luôn, để mình coi coi có hay không nha. Ồ là trời, thấy là quả trà đậu rồi. Thấy cục đá kia là quả trà đậu rồi đó. Từ từ nha, bình tĩnh mọi người, cái này đập đá, mình đập đá là tâm phải lặng, không được quạo đồ các thứ. Đâu rồi, cục này đập nó khá là cũng hơi lâu á mọi người. Trời ơi cái gì vậy? U là trời ơi, xỉu nha, trời ơi, kim cương trắng mọi người, lấp la lấp lánh luôn. Lần đầu tôi được cái cục kim cương này đó, hồi đi khoe, hồi ôi được kim cương rồi. Mà tính ra cái cục lấp la lấp lánh nó cũng có hiệu nghiệm đó các bạn, đừng có tưởng bở nha. Nhưng mà tại sao chứ, nhưng đâu phải cái cục lấp la lấp lánh nào cũng có được kim cương đâu. Đây lấp la lấp lánh của các bạn đây, để mình sẽ đọc cho mọi người coi có kim cương hay không nha. Chứ tôi thấy là ai đồn là lấp la lấp lánh là auto có kim cương. Tôi đọc, tôi kiếm lấp la lấp lánh tôi đọc không luôn, auto có đá hiếm rồi đó. Đâu để tôi coi đá thiệt là đá hiếm hay không nha, hay là đá lõ ở đây, họ quặng sắt. Mà mình để ý nha, khi mà các bạn đặt vào mấy cục lấp lánh mà nó ra mấy cái quặng là hiểu rồi đó, là chắc chắn là không có ra mấy cái cục đá hiếm rồi. Lần nào mình đập là y rằng như vậy luôn á. Đâu để mình coi coi thiệt là auto không ta, nhiệt nha. Vậy mà đứa nào dám nói auto. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đập những cái cục đá mình gọi là vừa vừa mini đi ha. Và nói chung là trong đây các bạn thấy đá nào các bạn cứ đập đi, không phân biệt là lớn nhỏ vừa vừa gì hết nha các bạn. Mình thấy cái cục nào mà mình thấy là mình đập, mình thấy là cục mình đập mà không phân biệt gì hết, nhiều khi nó ra là mình đâu có biết được đâu. Các bạn đừng bỏ sót cục nào hết là được rồi. Đây tới những cái cục mà mini nha các bạn, bé xíu. Ở đây có 3 cục nè, thì mình sẽ thử đập coi nó có ra hay không nha. Ok la, một cái cục đá lỏ ra nịt rồi. Cột thứ hai luôn nè, ra đi mà thiên linh linh địa liên liên. Trời cái trời, một cục ngọc bích thôi các bạn, chết rồi, mình tưởng nó không ra, mình bấm nhanh quá. U là trời, một cục ngọc bích nha, đây một cục ngọc bích nha mọi người. Ủa alo, cái cục đá này là cục đá thường có lấp lánh gì đâu, trời tôi không để ý luôn, tôi không ngờ là ra luôn mọi người. Vậy cho nên là các bạn thấy cục nào các bạn cứ đập đi nha. Đặc biệt là mình để ý mọi người thấy cục lấp lánh là mọi người hay tranh giành rất là tranh giành luôn. Thấy cục lấp lánh là bay lại liền, đây một cục lấp lánh nữa, bay lại liền. Bay lại ké liền, thử coi mình có ra cục nữa hay không nha. Cái cục hồi nãy là không có lấp lánh nè, không lẽ trong một mát mà có hai cục đá hiếm lên liên tiếp. Cục này có lấp lánh nha các bạn, đá này đá vừa vừa có lấp lánh nè.
Các bạn, ui, what, what the hell, cái gì vậy? Trời ơi, không tin được luôn mọi người. Không, ngọc kìa. Ủa, hồi nãy mình mới đập cái cục ngọc bích mới thất thầy đằng kia, mà cái cục bình thường nhỏ xíu, mà qua bên đây dính cục lấp lánh có cục hồng ngọc nữa. Ô là trời, hai cục liên tiếp à. Ảo ma vậy. Trong khi lúc sáng mình đập sắp mặt luôn các bạn, mình đập từ sáng tới trưa không có một cục nào, đập mà mòn búa sụi tay luôn. Này mới vô được hai cục, đúng là trớ trêu thiệt. Nói chung là cũng hên xui lắm, cho nên là các bạn cứ thấy đá các bạn cứ đập đi. Ở đây có một cục lấp la lấp lánh mới vừa rớt xuống nữa nè. Và mình để ý các bạn nào mà ra đá hiếm đòi hầu như là tiếp tục ra nữa, cũng giống như là các bạn bắt bọ vậy mọi người. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn con bướm phượng nó xuất hiện hoài đi đúng không? Bây giờ là các bạn thấy con bướm phượng các bạn bắt, con bướm mà màu đen đen á mọi người, rồi vô khi nào thấy con bướm phượng là các bạn bắt, khi nào thấy nó là bắt, thì các bạn để ý là sẽ thấy nó xuất hiện hoài luôn á. Tại vì các bạn bắt con nó thường xuyên cho nên nó xuất hiện hoài à các bạn. Câu cá cũng vậy nữa, chứ mà các bạn tạo một cái ạc mới vô các bạn dễ gì thấy con bướm phượng đúng không? Nó không có xuất hiện, nếu mà nó xuất hiện rất là ít. Chừng nào mà các bạn bắt hoặc là các bạn câu cá nè, hoặc là các bạn đập đá hoài luôn á, thì tỷ lệ xuất hiện đá hiếm nó sẽ ra nhiều hơn nha. Cá hiếm cũng như côn trùng nó cũng y chang như vậy á. Đây đây, các bạn thấy cái cây xa xa đằng kia không? Một con bọ nha. Con bọ này ngày xưa mình hay bắt lắm, nhưng bắt lần mấy chục con luôn á. Nhưng mà bây giờ nó xuất hiện lại nha các bạn. Lâu lắm rồi nó mới thấy nó xuất hiện lại luôn á. Hồi sáng nay thì mình mới thấy một bạn up trên Facebook đó là thấy con bọ này xuất hiện lại. Thì hôm nay mình lại thấy nó nữa nè. Bây giờ mình sẽ lại bắt nha. Trời ơi, đang đập đá thấy con bọ ngon ơi trời. Chắc lại bắt quá. Từ từ nha mọi người, đang đập đá bên đây cũng khá là ngon. Trời ơi, hai rip tô rồi. Liên tiếp luôn cơ. Okila, chị tới với em đây. Con bọ này lâu quá không bắt, thấy rung quá các bạn ơi. Rung rung nha, trời ơi con bọ này nó nhạy cảm lắm. Và nó phải đi chậm chậm thôi. Sao nó đậu cao quá vậy? Ơi, rồi xong luôn. À, khoan khoan nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đi xa xa ra để nó bay lại các bạn. Nó có chiều hướng quay lại rồi. Quay lại đi, quay lại đi. Rồi từ từ bình tĩnh không sao, mình sẽ đi. Ủa nó bay lại các bạn à, nó bay lại, nó bay lại. Ý, rồi đậu lên cây rồi, đậu lên cây rồi. Lần này là mình phải đi chậm rồi nha. Ồ lâu quá không bắt, tay nghề bị lục rồi. Nãy mình đi nhanh quá. Xích lại đây xíu rồi, lên chậm thôi. Mấy con này nó đậu cao quá cho nên là các bạn để khoảng cách nó xa xa một xíu, đừng có lại gần cái cây quá thì nó bắt hụt quá nha. Trời ơi, tôi chỉ hay lắm mà hồi tôi bắt hụt là cười ẻ nữa nha. Vô, sao mà hụt được, trời ơi, thêm 500 tiền sao nữa cho mọi người, lời quá lời rồi. Thôi, vừa đập đá mà vừa thấy bỏ hiếm để bắt luôn, ui, xịn quá xịn. Và mọi người đập đá thì mọi người cũng cẩn thận, nhà phát hành đánh lạc hướng nha. Đánh lạc hướng như thế nào thì đây, các bạn thường thì sẽ để ý những cái cục đá lấp lánh nhiều hơn đúng không? Còn những cái cục bình thường xung quanh thì các bạn không để ý. Y y y xa xa mình thấy có một cục lấp la lấp lánh, lấp la lấp lánh, đây đây đây, đây rồi, lại đập liền mọi người. Đó, thì cái cục lấp la lấp lánh này hầu như là mọi người thấy là mọi người lại đập ngay luôn á. Thử mình đập thử coi có ra gì không nha. Trời ơi, bay lại liền. Chưa đầy 30 giây cái này mà gọi tới là không có kịp đâu. Nên là mình sẽ đập luôn. Đó, có cái nẹt nha. Đá lỏ, cái bên không ai đập. Qua đập liền luôn các bạn, mấy cục đá nhỏ này hay ra. Thôi ơi, cái gì vậy? Đó, thấy chưa, ra kim cương thấy không? Ảo ma cho mọi người, cái cục lấp lánh mà nó không ra, nó ra cục cái bên nhỏ nhỏ này nè. Mấy bạn kia đập cục lấp lánh xong là bỏ chạy liền thấy không? Nó đập cục khác liền, mấy cục nhỏ nhỏ là không có đập. Cho nên là các bạn, nói chung là các bạn đá nào các bạn cũng đập đi nha. Ngày mai là cập nhật mới rồi, ra mấy con ớt. Và sự kiện này cũng còn thời hạn nha các bạn. Cái ngày này chỉ là ngày điểm danh thôi. Cho nên là các bạn tranh thủ đập để đổi nhiều phần quà hấp dẫn nha. Thì mình cũng không có kinh nghiệm gì đâu, mình chỉ là người chơi trải nghiệm thôi. Nhưng mà các bạn thấy đá nào thì các bạn cứ đập hết đi nha, đừng có chừa đá nào hết thì nó sẽ xác suất sẽ ra nha. Còn nếu mà thấy đá lấp lánh thì tập trung vào đá lấp lánh nhiều hơn những loại đá thường một chút. Các bạn thấy là các bạn lại đập liền luôn. Ok, và chúc các bạn đập nhiều đá hơn nữa nha. Và đừng quên là nhớ đăng ký kênh mới của mình. Tạm biệt mọi người, bye bye.